Tôi là một bác sĩ cứu thương, bạn bị tai nạn hoặc cần cổ xây dựng bị rơi. Đừng lo lắng, xe cứu thương đang trên đường đến. Có rất nhiều người bị thương, cần kiểm tra hoặc điều trị khẩn cấp. Xe cứu thương Hippo có thể sẽ giúp tất cả mọi người.